Alo. Tám hả? Bà làm cái gì mà mấy ngày nay kiếm không được? Gọi hoài, gọi cháy máy luôn. Tám cái máy đều cháy hết. Còn một cái cuối cùng, Tám mới bật máy. Trốn đâu mà trốn? Bắt cười quá à, giang hồ giờ không thông minh gì chứ vậy. Nếu mà trốn tôi khóa máy điện thoại rồi. Đâu có alo làm cái gì? Nợ phải trả. Lúc vui chơi cười tét mắt, giờ nợ không trả, gọi hoài máy ò ý e. Khôn quá, tiền của tôi đâu phải là tiền in được đâu. Tôi còn phải dây của thằng Ngọc ở quận Tân nữa. Bà không trả thì tôi lấy đâu tôi trả nó? Mà tôi không trả nó chém chết tôi à. Tôi đang đi kiếm tiền. Khổ quá, tôi nói có tiền là có tiền mà. Tôi không có trốn gì hết á, đừng có hăm dọa tôi. Đâu phải là tôi muốn thiếu nợ mấy người đâu. Thua bạc thôi mà. Từ từ đi, tôi sẽ trả. Tôi chắc chắn tôi trả tiền mà. Tôi ra đi kiếm tiền nè. Không có nói nhiều nữa, tôi cho bà nửa tiếng. Trời ơi, lại mà bà không bắt máy thì lại tăng gấp ba. Nếu mà bà không có tiền á, bà phải tự hiểu cái số phận của bà nghe. Tôi cho người xử bà đó. Ê Cậu Minh Cậu Minh qua đi. Cậu Minh. Chuyện gì? Tôi tìm cậu chứ tôi đâu có quen biết ai trong bệnh viện này đâu. Cậu Minh ơi, cậu giúp đỡ tôi nha. Một lần này nữa thôi, tôi hứa với cậu lần này là lần cuối đó. Bất đắc dĩ tôi mới tìm cậu giúp tôi nha. Bà bà hứa với tôi bao nhiêu lần rồi hả? Bà môi tôi bao nhiêu tiền nó chưa đủ hả bà Tám? Cái gì nói môi tiền cái ghê vậy? Tôi biết tôi làm phiền cậu nhiều lần rồi, nhưng mà thua quá à cậu, tôi gỡ không có được. Tôi hứa với cậu nha, lần này là lần cuối tôi nhờ cậu giúp tôi. Xong rồi hả, tôi không bao giờ làm phiền cậu nữa. Và tôi sẽ không bao giờ nói với tất cả mọi người là cậu có vợ và vợ của cậu sắp sanh. Muốn chết hả? Tôi biết rồi. Nó điện thoại đòi nợ. Alo. Gần tới giờ rồi, trả nợ đi, đừng có để tôi đợi lâu nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Hồi nãy cậu nói cho tôi 2 tiếng mới hết hạn mà. Từ đây tới tối mà tôi chưa trả tiền cho mấy người á, thì mấy người mới gọi điện hối tôi. Không có hẹn nữa, bây giờ trả. Hay là không trả, hay là mất một cánh tay. Tám yêu thương chọn cái nào? Trời, chọn trả nợ, chứ chọn mất cánh tay sao xòe bài. Bây giờ từ đây tới tối mà bà không trả, bà sẽ hiểu cuộc đời của bà như thế nào rồi nghe Tám. Trời, thôi được rồi, từ đây tới tối tôi sẽ đem tiền cho cậu nha. Đừng làm phiền tôi nữa, có tiền chắc chắn mà. Ok, mong Tám giữ đúng lời hứa. Rồi, nghe rồi. Cậu Minh ơi, cậu giúp đỡ tôi nha, chứ không thôi mất tay đó cậu. Thôi được rồi, tối nay bà thấy con đường đối diện không? Thấy, chi vậy? Ở đó có con hẻm, bà đứng đó đi, tôi sẽ cho người đem tiền qua cho bà. Trời ơi cậu Minh, cậu giống như thánh sống của tôi vậy cậu Minh. Cậu nhớ nha, tối nay nha, tôi hứa với cậu lần này là cuối cùng. Tôi về nha cậu Minh. Tôi về nha, tối nay nhớ nha. Đúng là được vô đầu tiên. Mà định bòn rút tôi đến hết cuộc đời này sao? Đừng có ép thằng này vào đường cùng. Tất cả những hậu quả coi như bà tự chuốc lấy. Phải, do bà tự chuốc lấy. Đối tượng lần này là một bà già vậy đó hả? Có cần động thủ không bác sĩ? Bà ta già tuổi cũng già đời lắm, cho nên anh làm sao chỉ dạy cho bà ta bớt cái thói cáo già là được. Lần này là bác sĩ muốn tôi cảnh cáo giống như cái thằng kỳ trước thôi hay là sao? Chỉ cảnh cáo sơ sơ thôi là được rồi. Cảnh cáo sơ sơ thôi hả? Tùy theo lần này đưa chừng nào thì tôi làm theo chừng đó. Em hiểu mà. Dạ. Em xin phép đi trước. Ok. Dạ.
Thưa ba má, con mới tới. Mới tới hả con? Dạ. Ông ơi, ông Trọng Minh nó tới nè. Mai Anh có ở nhà không má? Có, nó ở trong nhà. Mai Anh ơi, Mai Anh. Dạ. Lên đây con, anh mình tới nè. Dạ. Ngồi ngồi đi con. Dạ. Uống nước đi con. Em ngồi xuống đi. Anh mua trái cây qua, em nhớ ăn nhiều vào. Cam nè, em nhớ dắt lấy nước uống, cho có nhiều vitamin C và chất đề kháng. Ở trong này có bơ nữa, rất là ngon nha, ăn tốt cho bà bầu và em bé lắm. Lo thấy sợ luôn vậy hả? Con ngoan, ngày mai ba sẽ chở mẹ đi khám để được nhìn con nha. Xong rồi còn chở hai mẹ con đi chơi nữa. Ngày mai anh không có đi làm hả? Có, nhưng mà anh xin nghỉ để đưa em đi siêu âm và đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho em sinh. Em chịu không? Không hay bây giờ còn sớm nè, hai đứa đi luôn đi. Ngày mai mới tới ngày tái khám mà má. Cái bà này đúng là tài lanh tài lét à. Cái gì vậy? Thì tôi thì bây giờ tôi kêu tụi nó đi siêu thị thì có chết ai đâu, đúng không con? Dạ con cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ con phải đi trực rồi. Chắc con xin phép ba má con đi trước, tại vì con chỉ xin nghỉ được ngày mai thôi. Hôm nay con cũng cố gắng lắm nhưng mà xin nghỉ không có được. Là đi trực nữa đó hả con? Dạ. Thôi con xin phép ba má con về. Để em đưa anh ra. Trời ơi, dễ thương gì đâu á. Ông làm gì vậy? Sao tự nhiên nhìn tôi kỳ cục vậy? Bà làm gì bà ngồi cười mình như khùng vậy? Trời trời trời, cái gì mà khùng? Tôi vui thì kệ, tôi mắc mớ gì tới ông? Kỳ cục à. Mắc cái gì mà bà vui? Không, là vậy nè. Tôi thấy hồi này thằng Minh á, trời ơi nó duyên dáng dễ sợ. Cứ mỗi lần nó tới, nó đi cái nó nói con đi trực, tới đi cái đi trực. Mà được cái hồi này tôi thấy nó được lắm đó nha, khá lắm á. Trời ơi, nó lo lắng, nó chăm sóc con nhỏ nhà mình quá trời quá đất. Vậy sao không vui, đúng không? Đó, hồi nãy nghe nó nói không? Ngày mai nó xin nghỉ làm, nó đưa con Mai Anh nhà mình đi khám đó. Vậy là tốt quá rồi, đúng không? Vậy là bà mắc cười đó hả? Ủa, thì sao? Ông mắc cười quá. Cái lúc á mà nó không quan tâm tới con Mai Anh, ông cũng rầu. Rồi bây giờ nó quan tâm tới con của ông, ông cũng không vui. Ủa vậy giờ ông muốn gì hả? Tôi bực. Bực là làm sao? Bực là bực cái thằng đó đó. Làm cái gì mà nó trực hoài vậy? Thì nó đi làm thì nó phải trực chứ. Trực gì mà trực ngày trực đêm, không có giờ nghỉ là sao? Mệt quá. Bây giờ tôi không cần biết nữa. Bây giờ con gái của tôi nó được yêu thương rồi, nó được nuông chiều như vậy rồi, tôi đảm bảo nó sanh con ra, sau này nó sẽ được hạnh phúc. Như vậy là tôi vui rồi. Còn bây giờ á, ông vui hay không là quyền của ông, tôi vui như đó là đủ rồi. Đúng là đàn bà mà. Tôi nói cho bà biết nha, gian sang dễ đổi, bản tính khó dời. Con người ta rất khó thay đổi, hiểu chưa? Đâu phải chỉ một vài lần tốt là có thể thay đổi toàn bộ đâu, là có thể tin tưởng đâu. Mệt mỏi quá. Con vô nghỉ trước nha ba. Thiệt tình, hẹn cái kiểu gì đâu mà giờ này chưa thấy giác cái bản mặt tới. Trễ giờ trễ giấc, lại ăn chết được. Sao
Sao? Bà có phải bà Tám không? Phải. Đưa tiền phải không? Lần sau đến lúc giờ giùm cái nha. Trễ quá. Lại lên. Cái gì vậy? Tên Lê cô, tụi nó chạy mất tiêu hết rồi. Không sao đâu cô. Tụi nó đi rã. Cô có cần báo công an không? Không, tôi không có sao hết á. Rồi thôi đừng có báo công an. Vậy thôi tụi tôi đi nha cô. Chắc hiểu lầm đánh lộn người thôi hả? Thằng Minh là nó chứ không ai khác. Được lắm, tao không thể bị bắt nạt đâu. Rồi mày sẽ phải hối hận. Thôi tụi tôi đi nha. Khoan khoan. Sao cô? Hai chú đưa tôi ra hẻm được không? Dạ được. Cảm ơn. Trời ơi, sao cho tôi chết đi trời ơi? Cho tôi sống chi vậy? Cho tôi vợ đứa con tôi đây. Bà ơi, giết con đi bà ơi. Con không sống nữa bà ơi. Như vậy làm sao con đi làm hả ba? Chuyện đâu còn có đó mà. Bà để cho con chết đi bà ơi. Bà ơi. Con cố gắng làm nghỉ. Để dương sức. Con không còn sống nữa bà ơi. Để con chết đi bà ơi. Cái giò của tôi là giò đá banh mà như vậy thì làm sao đây? Bình tĩnh đi con. Ba ơi, ba con muốn chết. Thôi được rồi, anh bình tĩnh đi. Hả? Anh ra ngoài đi. Để tôi coi vết mổ cho. Giữ sức khỏe đi con. Cậu bình tĩnh đi. Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà. Ba. Bây giờ cậu cố gắng nằm nghỉ đi. Từ từ vết thương sẽ bình phục thôi. Cố gắng uống thuốc nha. Chăm sóc nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà ơi, thôi mà con, bà biết rồi. Thôi mà, con cố gắng nằm nghỉ đi. Để ba xuống dưới mua đồ cho con ăn. Hả? Sống như vậy ta chết cùng hơn. Nhân danh trận đánh nhầm phải cắt chân. Đã nhảy lầu tự tử rồi kìa. Tự tử rồi hả? Thôi anh tự liệu đi nha. Tôi đi làm đó. Bác sĩ. Bác sĩ Thưa giám đốc. Sao, có chuyện gì? Cậu thanh niên bị bác sĩ Trung chẩn đoán nhầm phải cắt chân, đã tự tử rồi. Hả? Người nhà của cậu ta kéo đến tìm bác sĩ Trung để đòi lại công bằng cho con họ. Họ đang ở đâu? Dạ, đang ở phòng trực. Đi theo tôi. Vậy bình tĩnh. Tại mày. Bình tĩnh đi. Dạ, con tôi lại đây. Dạ, dạ. Dạ, từ từ. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết cho anh. Anh giải quyết gì? Chị bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh lại. Ông là ai? Dạ đây là giám đốc bệnh viện của chúng tôi. Tôi xin các vị hãy bình tĩnh. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Bác sĩ, bệnh viện ông làm chết con trai tôi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy ông giải quyết như thế nào đây? Thưa các vị, tôi hiểu được nỗi bức xúc của các vị khi xảy ra sự mất mát của người thân như vậy. Thay mặt bệnh viện tôi xin chia buồn. Và tôi hứa trong chuyện này tôi sẽ xử lý rất là công bằng. Và về việc hậu sự của cậu ta, xin phép gia đình cho bệnh viện chúng tôi được hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Xét cho cùng thì con trai của hai người có ý tự tử như vậy là do suy nghĩ của cậu ấy quá trẻ, quá nông cạn. Dạ đúng vậy. Chứ bệnh viện chúng tôi không hề giết cậu ấy. Bây giờ dù gì cậu ấy cũng mất rồi. Mọi người có làm gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thể nào sống lại được.
Thay vì vậy, mọi người cứ để cho cậu ta ra đi trong bình yên đi. Được, bây giờ chúng tôi về. Dạ. Nhưng mà các người phải giải quyết vụ này cho sáng tỏ. Dạ. Nếu không hả, là chúng tôi sẽ đưa lên báo để kiện bệnh viện của mấy người đó. Đi ông. Hey. Qua sự việc vừa rồi, tôi quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Trung. Thưa giám đốc, đúng là trong chuyện cậu thanh niên vừa rồi, một phần lỗi là do bác sĩ Trung, nhưng cũng không đến mức phải đình chỉ công tác. Mong giám đốc suy xét lại. Bác sĩ Kim à, anh làm như vậy là làm khó cho giám đốc rồi. Đúng, tội của bác sĩ Trung không đáng để bị đuổi việc. Nhưng anh nghĩ đi, nếu bây giờ bác sĩ Trung còn ở bệnh viện này thì người nhà của nạn nhân đó sẽ tới đây để quậy phá tiếp. Chưa kể họ đưa những tin đó lên báo đài, có ít sẽ nói thành nhiều, lúc đó danh tiếng của bệnh viện mình sẽ ra sao. Anh phải nghĩ tới cương vị của giám đốc chứ. Thưa giám đốc, chúng ta có thể tìm cách khác để mà giải quyết. Đâu nhất thiết phải đình chỉ bác sĩ Trung như vậy. Những sai lầm của bác sĩ Trung đã gây ra hậu quả quá lớn. Nếu bây giờ không xử lý nghiêm thì sau này làm sao làm gương cho những y bác sĩ khác được. Với tài năng của mình, tôi nghĩ là bác sĩ Trung sẽ tìm được một công việc tốt ở một bệnh viện khác. Sao rồi, có suy tính gì chưa? Hiện tại tôi cần nghỉ ngơi đã, rồi mọi chuyện tính sau. Tôi có quen một người bạn ở bệnh viện khác, nếu cần á, tôi sẽ giới thiệu qua bên đó. Thôi được rồi, tôi còn nợ cậu nhiều thứ lắm. Lo cái gì, thiếu gì dịp để trả. Có phải trước khi bệnh nhân chết, anh có vào thăm khám đúng không? Bác sĩ Kim, anh muốn ám chỉ điều gì? Có phải anh đã nói cái gì đó để khiến cho cậu ta bị kích động? Nè, anh là bác sĩ, cho nên ăn nói cái gì á thì nhớ cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình. Nếu không á, người ta sẽ kiện mình nội dung khống mới biết. Đi nhanh đi bà ơi. Biết rồi. Dạ, chào chị. Chào chị. Ừ. Chào, chào chị. Ừ. Em ơi. Cảm ơn anh. Ờ. Người ta đi rồi, anh còn đứng trông theo làm chi nữa. Em nói vậy là sao? Em nói là Uyển Lan đi rồi, anh còn đứng ngay người ra làm gì nữa? Bộ anh còn si mê cô ta lắm hả? Nè, đừng có nói bậy, tự nhiên kiếm chuyện vậy. Anh mới là bậy đó. Anh nên nhớ Uyển Lan bây giờ là người yêu của Minh rồi nha. Anh đừng có kiếm chuyện với Minh nữa. Bây giờ tôi thích kiếm chuyện, tôi thích gây sự thì sao? Mình bây giờ đã là trưởng khoa, anh quên rồi hả? Với vị trí đó, anh nhắm anh có đối đầu được không? Ok, bây giờ thì chưa, chứ không phải là không thể. Trước sau gì tôi cũng đuổi nó ra khỏi cái bệnh viện này à.
Cô yên tâm. Anh, anh vẫn chưa quên được cô ta. Được, tôi sẽ làm cho anh phải quên cô ta. Và trong lòng của anh chỉ nhớ đến con Tuyết này thôi. Cậu đó, cậu chơi xỏ tôi hả? Kêu người đánh tôi hả? Tôi nói cho cậu biết kìa chưa? Tưởng tôi không dám nói hả? Cậu tin không? Cậu tin là tôi sẽ nói cả cái thế giới, cả bệnh viện này cái chuyện mà cậu có gia đình ở xóm củi không? Bà Tám, bà hiểu lầm tôi rồi. Thật sự hôm đó tôi có đem tiền tới cho bà, nhưng mà trên đường xe nó hư, tôi tới không thấy bà đâu hết, thì làm sao mà đưa tiền cho bà được. Cậu á, cậu khôn ranh lắm, nhưng mà không có mặc được con tấm dài đâu, nghe chưa? Bà Tám, bà nghĩ sao vậy? Tôi có dám qua mặt bà gì đâu. Hơn nữa bà đang nắm thanh danh của tôi trong tay mà, làm sao mà tôi dám làm chuyện đó. Được rồi, cậu biết vậy thì tốt đó. Nhưng mà bây giờ hả, tụi giang hồ nó đánh tôi đau lắm. Không cần biết là cậu có thuê hay là không có thuê, nhưng mà phải đền bù tổn thất cho tôi. Bây giờ á là phải đưa tiền cho tôi lên gấp đôi. À không, chơi thì phải chơi cho đáng, đưa gấp ba cho tôi. Sao, được không? Đương nhiên là được rồi, bà Tám muốn gì cũng được hết. Vậy tối nay hẹn chỗ cũ nha. Dẹp đi, chỗ cũ bị đánh đó hả? Đưa liền bây giờ, tiền trao cháu mút. Bà đừng có giỡn mà bà Tám. Bây giờ tôi đâu có đem tiền mặt ở trong tay. Bà cứ gấp như vậy bây giờ tôi lấy đâu ra? Bà cho tôi 2 ngày nha. Số tiền lớn như vậy tôi bỏ trong ngân hàng đâu có bỏ trong thẻ được. Vậy lại hôm nay cuối tuần tôi đâu có rút được. Thôi được rồi, nói cũng đúng. 2 ngày thì 2 ngày. Thời gian và địa điểm tôi sẽ đích thân báo cho cậu nha. Cậu đừng có giỡn trò nữa. Cậu nhớ đó, lần này mà cậu còn dở trò hả, cậu tin không, cả cái thế giới, cả cái bệnh viện này đều biết là cậu có vợ và sắp có bé, nghe chưa? Tôi biết rồi mà. 2 ngày nhớ đó. Bây giờ tôi đi được chưa? Được rồi, đi đi. Ê khoan, tôi có ý gì vậy? Thường thường có câu ca dao tục ngữ người ta nói là nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Khỏi cần hẹn địa điểm ở đâu hết, đúng 2 ngày, vẫn là chỗ cũ. Ok. Lần này mình khôn hơn lần trước rồi. Lời nói không có linh, phải có thực hành nó mới linh. Công nhận mà táp khôn thiệt. Ừ, bắt máy đi. Mày đâu rồi? Bắt máy đi. Trời ơi, trong lúc khó khăn này mà nó chờ nó bỏ chạy luôn, nó không. Trời ơi, cái thằng này. Trời ơi, tại sao nó bắt máy vậy? Alo, cậu đâu rồi? Sao sáng giờ tôi không thấy cậu vậy? Tôi vừa phẫu thuật ra. Bây giờ anh đang ở đâu? Đi ra cổng sau. Phía cổng sau. Đi thẳng vô. Trời ơi. Đi. Sao thấy quen quen vậy ta? Không sao đâu. Ổn rồi đó. Gọi cho cậu không có được. Tôi cứ tưởng là cậu trốn rồi chứ. Chỗ quen biết. Anh được hết sáu.
Tôi còn nhờ cậy anh nhiều mà. Ừ, được rồi. Cảm ơn cậu nha. Thôi, đi đi. Thằng nhóc này là em của Hùng Chó Lửa. Hùng Chó Lửa cũng là một tay anh chị có số má trong giang hồ đó. Nghe đâu thời gian vừa qua hắn bị trọng thương, được đưa vô bệnh viện Á Châu. Một bác sĩ trong bệnh viện đã giúp nó, cho nên là thoát được sự truy nã của công an. À, đúng là người đây rồi. Nhưng mà tại sao hắn lại chụp chung với người mà mình cần tìm vậy? Vậy tại sao mình lại quen thân với hắn vậy?